Xin chào mọi người. Hôm nay mọi người cùng Trang Dương làm món thịt bò và trứng cút kho nước tương nhé. Ổn định chăng chú rim khá chì mắn tới đây ớ. Số khô ghi Họ có mê chú rìal chăng chú rim nhớ. Cần có củ hành nè, hành tây nè, với lại hút chù, với lại sô gôm là muối nha, muối, hành tây với lại nước tương nè, thanh trăng với lại bột cà no tashita bouillac nè, nước đường với lại rượu nha, mirin đấy, rượu nấu đồ ăn đó thôi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành luộc thịt nhé. Trước tiên mình bắt nước lên nha, mình bỏ hút chua vào bố ta sẽ tạo rồi đó. Bắt xuống bỏ rượu nè, rượu để nấu ăn á, với lại quả tiêu, với lại bỏ một cà no, với lại mình đổ nước tương. Đấy. Thế nào mình cho miếng nước đường vào nhé, vui dật rồi đó, chứ vui dật mà đi lên cho mà xíu. Mới đầu mình đừng có bỏ nước đường nhiều nha, mình bỏ rất thôi nha. Số công tuần rồi đó, bỏ miếng muối không, cho mình bỏ thịt cho mình luộc nhé. Mình luộc cái thịt nó mềm, nặng mình xé ra nha cả nhà. Món này cần có thịt nè, với lại trứng cút nè, với lại tỏi nè, hành. Cho mình bỏ hành vô cho nó bị nó ngấy lại nó ngọt nước đó. Là mình bỏ nữa cũng hành nhé. Rồi giờ mình đậy nắp lại nha, mình đậy nắp rồi mình nấu cho thịt nó chín nha. Mọi người ơi, hồi nãy mình nấu thịt đó cũng cả tiếng đồng hồ đó mọi người. Giờ thịt nó cũng chín, nó hơi mềm mềm đó mọi người. Giờ mình lấy thịt ra nhé. Giờ mình lấy thịt ra mình xé đó nha mọi người. Mọi người vớt bọt ra nha mọi người. Khúc của tôi theo. Mình lấy thịt ra cho nguội, cái mình xé ra nhé. Mình vớt hành với củ hành ra mình bỏ nhé, nó cũng rụt rồi. Chứ là mình vớt bọt ra nhé. Mình vớt thịt ra rồi á mọi người, giờ mình đổ trứng cút vô nhé. Mechurian chờ nơi không? Mình sụp cái đây không? Mọi người bỏ trứng cút cho mọi người nấu khoảng 10 phút là nó sẽ ra màu vậy nha mọi người. Giờ mình bỏ củ tỏi vô nhé. Thịt đã chín xé rồi nè. Số củ ghi tha chi giúp cô yo. Giờ mình mở cho nó kéo. Mình bỏ củ tỏi vô cái nhé. Đây củ tỏi á. Giờ mình bỏ củ tỏi vô nha mọi người. Củ tỏi mình phải bỏ sau á, tại củ tỏi nó mau chín đó mọi người. Mọi người bỏ trước là nó sẽ rụt ra đó mọi người. Đó, mình bỏ cho nó hơi chín chín cái mình bỏ thịt vô nhé. Bỏ cho ăn sâu dạo cái mình bỏ thịt cho Manuel bỏ chi mặt lên cho xe ăn có đây mà Manuel chút theo mình nấu sâu chút là nhờ mình bỏ thịt cho nha mọi người. Đó mình nấu sâu chút nhờ mình bỏ thịt cho nhé, mình trộn lên nhé mọi người, nêm thử có vừa ăn không nha mọi người, vị mặn mặn ngọt ngọt nha mọi người. Nấu một chút nữa là xong, nấu chừng 5 phút nữa. Cả nhà ơi, mình đã hoàn thành xong món thịt bò kho trứng cút nhé. Ở giờ đâu quên. Số của ghi trong chỗ điểm quán xin thật xe. Giờ mình múc đó nha mọi người.
đã hoàn thành xong món thịt bò kho trứng cút nha mọi người. Mời mọi người dùng cùng Trang nhé. 여러분 제가 장 조림 다 완성됐어요. 같이 드세요. Mời mọi người dùng cùng Trang nhé. Xin chào tạm biệt mọi người.